cựu chiến binh xã Xuân Mỹ vừa tổ chức tổng kết công tác hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Với một lực lượng hội viên khá đông, gồm 300 người, trong đó có 13 hội viên cấp tá, 47 hội viên cấp úy, nhiều hội viên hiện đang giữ các chức vụ quan trọng trong cấp ủy chính quyền từ huyện đến các thôn xóm. Trong năm 2019, lực lượng hội viên cựu chiến binh xã Xuân Mỹ đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tại địa phương. Trong xây dựng nông thôn mới, cán bộ hội viên cựu chiến binh xã Xuân Mỹ đã đóng góp hàng chục triệu đồng, tích cực tuyên truyền và vận động gia đình mình cùng nhân dân, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tham gia làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, xây cổng làng, trồng bờ rào xanh, chỉnh trang khu dân cư nông thôn mới.